Lão Pháp Sư Tịnh Không Tập 105 Đêm giao thừa Tối hôm qua Là chúng ta lại qua một năm nữa Hội hộp tại nơi này ngày hôm qua thì các gì cũng đã nhìn thấy thật hiếm có vì lý hội trưởng đã có thịnh tình an bày chúng tôi vô cùng cảm kích tôi hiểu rõ ông là bồ tát dụng tâm đã cố hết sức để nắm lấy cơ duyên để cho chúng ta học tập đa nguyên văn hóa ở trong thời khắc bắt đầu của một thế kỷ mới hôm qua là tiết mục nguyên tiêu đoàn viên đầu tiên của chúng ta ở nơi này ở trung quốc vào thời xưa tết nguyên tiêu là chúng ta trong một năm Vì người trong một nhà Hoặc là một dòng tộc mà cầu phước Mong muốn trong một năm này Mỗi một người Đều trải qua được viên mãn tròn đầy Thế kỷ 21 này tư tưởng và cuộc sống của mỗi người đều nhận được sự phát triển của khoa học kỹ thuật nên đã có sự thay đổi rất lớn nói một cách khác trải qua một thế kỷ thì phương thức đời sống đã có một khoản chuyển biến rất lớn Do vậy mà Phật Đà đã dạy bảo chúng ta Tự hành hóa tha Thì phải kế cơ kế lý Lý thì dính hành bất biến Nhưng cơ thì cần phải thuận theo thời vận. Lời của người hiện tại thì nó là Theo trào lưu thời đại nếu như đi ngược lại với trào lưu thời đại thì nhất định là sẽ hành không thông nói cách khác dùng phật pháp để mà nói là tổ tổ tương truyền một cái phương pháp này trong quá khứ có thể thích ứng nhưng những năm cuối của thiên niên kỷ này thì không thích hợp để sử dụng cho nên Cần phải có sự cải tiến rất lớn Đúng là như Phật giáo Khi truyền đến Trung Quốc Thì triều đường đã là một sự cải cách rất lớn Chính là hai vị đại sư Là Bách Trượng và Mã Tổ Đã khai sáng ra Chế độ Tổng Lâm là kiến lập ra một số quy tắc thích hợp Với hoàn cảnh tu học Của người Trung Quốc Nên Phật Pháp tại Trung Quốc Có thể phát dương quan đại Từ thời Đại sư Bách Trượng đến nay Có lẽ cũng gần 1.500 năm rồi Đến ngày nay lại cần phải có một sự cải cách to lớn nữa để mà thích hợp với hình thái xã hội trong thế kỷ 21 này. Đây là việc cần thiết. Phật pháp có thể chuyển biến hư không pháp giới chính là bởi vì nó không có định pháp. Nó có nguyên lý, nguyên tắc bất biến. Nhưng trên phương thức thì lại không có một định pháp nhất định Phật Pháp không phải là bảo thủ không chịu thay đổi Nó là tùy thời tùy thế Đúng như trên Kinh Phật đã nói Hằng thuận chúng sanh tùy hỷ công đức là Phổ Hiền Bồ Tát đã dạy chúng ta Trên Kinh Lăng Nghiêm Phật đã dạy chúng ta Tùy chúng sanh tâm Ứng sợ ti lượng Những điều này đều là giáo huấn chân thật Trí huệ chân thật Đương nhiên Việc cách tân không phải là một chuyện dễ dàng chân thật là cần phải có đại trí huệ đại đức hạnh trong phật pháp thì nói nhất định phải là người tu hành đã khai ngộ chứng quả thì mới có thể làm được phàm phu thì nhất định không thể làm được rồi phàm phu không có cái trí huệ này không có cái đức năng này nhưng mà chúng ta ngày nay sống ở trong thời đại này đúng là một cái giai đoạn giao thoa giữa thời đại cũ và mới từ đó có thể thấy trách nhiệm sứ mệnh của đồng tu xuất gia của chúng ta càng trọng đại không phải là một thời đại thông thường từ thiên niên kỷ này tới về sau kỳ thực phật ở trên kinh pháp hoa đã có sự khai thị trong quá khứ chúng tôi đã từng giảng qua đại ý kinh pháp hoa hình như là có băng ghi âm vào lúc đó thì chưa có ghi hình khi nào cảm thấy cần thiết Chúng tôi sẽ tìm cơ hội để giảng lại một lần nữa Phật nói Thời kỳ mạt Pháp Phải hoàng dương Đại Thừa Đại Thừa Thích hợp với căn cơ của con người Thời mạt Pháp Vì sao vậy? Vì Đại Thừa rất rộng mở Ngày nay gọi là tự do dân chủ mở cửa Đây là Pháp Đại Thừa Pháp tiểu thừa thì bảo thủ Nguyên tắc mà Phật dạy cho chúng ta Mọi người đều biết rất rõ về Tứ hoàng thể nguyện Chúng sanh vô biên thể nguyện độ Do đó chúng ta phải đem Bổn ý Phật độ chúng sanh Để mà mở rộng ra Đến hết thảy chúng sanh Trong hư không Pháp giới Phải thường có tâm Lương độ chúng sanh Phải có trí huệ độ chúng sanh Phải có năng lực độ chúng sanh Phật thì bôn trung bất xả nhất nhân Chúng ta phải có cái tâm này Phải có loại đại độ lượng này không phân quốc gia chúng ta ở trên kinh hoa nghiêm nhìn thấy không phân tộc loại không phân tôn giáo bình đẳng được độ như nhau đây chính là đa nguyên văn hóa mà con người ngày nay nói chúng ta phải có thể thế hội được chúng tôi hai năm nay ở tại singapore qua lại với những dân tộc những tôn giáo khác nhau đây mới chỉ là bắt đầu chỉ hai năm mà có được thành quả tốt như vậy Chính đại tôn giáo ở Singapore Giống như là người một nhà Mọi người trong các vị đều có thể nhìn thấy Hôm qua trưởng lão có Ấn Độ giáo Đã đặc biệt lên chúc phúc chúng ta Chúng tôi rất là cảm động Dũng dĩ đại biểu của chính đại tôn giáo là lý đạo trưởng. Ông lên chúc phúc. Lý đạo trưởng chúc phúc là đại biểu cho chính tôn giáo. Trưởng lão của Ấn Độ giáo ông đặc biệt vì chúng ta mà chúc phúc. Các vị nhìn thấy chúng ta ở cùng với nhau thân thiết như vậy phổ độ chúng sanh thì cần phải dựa vào người lãnh đạo của các tôn giáo dựa vào các nhà truyền giáo của các tôn giáo chúng ta xây dựng nhận thức chung mục tiêu của chúng ta là xã hội an định thế giới hòa bình nhân dân hạnh phúc làm thế nào mới có thể làm được vậy Phật đã dạy chúng ta Bước thứ nhất là Phải chuyển ác thành thiện Bản thân chúng ta phải làm Phải chăm chỉ mà làm Thế nào là thiện Thế nào là ác Tiêu chuẩn của thiện ác Thì Phật đã thuyết một bộ kinh Gọi là Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh Trong đây khuyên bảo chúng ta cái tiêu chuẩn để chuyển ác thành thiện Các tổ sư Đại Đức ngày xưa Đã phát huy một cách tinh tế và xuất sắc Ấn quan Đại sư Ngài Không dùng thập thiện nghiệp đạo kinh Ngài dùng liễu phạm tư hướng Dùng cảm ứng thiên Dùng an sĩ toàn thư Nội dung Tinh tế hơn Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh rất nhiều Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh là cương lĩnh Ấn Tổ đã đề ra ba bộ kinh này là hạng mục chi tiết Chúng ta phải nên ngày ngày đọc tụng Phải chăm chỉ thọ trì bước thứ hai dạy chúng ta chuyển mê thành ngộ đây chính là phải thâm nhập kinh tạng việc thâm nhập kinh tạng thì một môn thâm nhập là đủ rồi ngày nay chúng ta quá trình chủ yếu là kinh vô lượng thọ lần này Chúng tôi ở tại Úc Châu Đã đem một số sách cũ Đã được lưu trữ của tôi Để chỉnh lý trở lại Đem cất giữ ở tại Tô Quân Ba Chúng tôi ở đó Đã làm một cái lầu tàng kinh Lần này có một số đồng học đã đi qua Hy vọng tương lai các đồng học của chúng ta Nếu như có thời gian mà nói một năm tốt nhất là có một khoảng thời gian đi đến nơi này để tiến tu bồi dưỡng cũng giống như là bế quan vậy chúng ta không có hình thức bế quan nhưng có thực chất của bế quan trụ ở nơi đó một hoặc là hai tuần lễ hoặc cũng có thể là ở một đến hai tháng ở nơi đó cứ tụng kinh niệm phật Lần chỉnh lý sắp xếp lại những sách cũ này Đây là bản gốc Kinh Vô Lượng Thọ Mà Lý Lão Sư đã đưa chúng tôi Lần này chúng tôi đã tìm được Các vị có thể nhìn thấy phần ghi chú Ở trên lệ sách bản hội tập này Đây là bản gốc mà Lý Lão Sư đã sử dụng Tôi đã nói Lão Sư Lý đưa tôi hai quyển sách Quyển còn lại là quyển sách giới luật này chính là hai quyển sách này trì giới niệm phật lúc trước tôi cất giữ tại thư viện đài mắt vì việc thay đổi và di chuyển nên tôi cũng không biết là sách đã đi đến nơi đâu rồi lần này đã tìm lại được rồi tôi nhất định sẽ mang theo ở bên mình hai quyển sách này quyển kinh vô lượng thọ này đã được in ấn ra rồi nhưng quyển sách còn lại này thì chưa được in ra tương lai chúng ta có thể đem nó in ra để cho chư vị có thể làm tham khảo phần lượng cũng không nhiều quyển sách này là do liên trì đại sư biên soạn nằm trong vân thê pháp vựng của liên trì đại sư toàn tập tu học là có chướng ngại. Chướng ngại thì cũng không nên lo. Đặc biệt là ngày nay chúng ta đi theo con đường đa nguyên văn hóa. Trước mắt vẫn chưa thể khiến cho hầu hết tứ chúng đồng tu trong Phật môn chúng ta tán đồng. Cho nên việc hủy bán Và chỉ trích Là không sao tránh khỏi Một người chân thật tu hành Tuyệt đối Là buông bỏ hết thành kiến của chính mình Tiếp nhận giáo huấn của Phật Đà Lý Lão Sư đưa cho tôi hai quyển này Vậy thì đủ rồi Một đời thọ dụng không hết Tôi ngày nay nói với các đồng học Một câu lão thật Người phỉ bán tôi Người sỉ nhục tôi Người hãm hại tôi Họ có tội hay không? Họ không có tội Không những họ không có tội Mà họ còn có công đức Các vị có hiểu hay không? Họ vì sao lại có công đức? Họ dùng ác ý để đối đãi với tôi Nhưng không làm hại được tôi Thì đó là công đức của họ Các vị hãy tỉ mỉ mà suy nghĩ xem Họ đã thành tựu lục ba la mật của tôi Không những là nhẫn nhục ba la mật bạn phải chân thật hiểu được giáo huấn của phật bất kỳ một điều nào trong sáu ba la mật đều hàm chứa năm điều còn lại cho nên khi đối diện với ác ý của họ thì lại thành tựu lục ba la mật cho tôi đây là họ có công đức họ không có nghiệp tội cho nên chúng tôi tự mình nhất định là dùng cái tâm cảm ơn đổi đức để mà báo đáp họ. Các vị suy nghĩ thử xem. Kinh Đại Niết Bàn, các vị có lẽ cũng đã đọc qua. Đọc qua kinh Kim Cang, Như Ca Lợi đặt cắt xẻ thân thể của nhẫn nhục tiên nhân Đó là lăng trì xử tử Không phải là giết chết ông một cách dễ dàng Mà là dùng đao cắt từng miếng từng miếng một cho đến khi chết Dù ca lợi có tội hay không Ông không có tội Vì đã thành tựu bát nhã độ Cứu cánh viên mãn cho những nhục tiên nhân là đại công đức Những nhục tiên nhân phát nguyện Tương lai thành Phật Người đầu tiên độ là Vua ca lợi Việc này ở trên kinh chúng ta đã nhìn thấy Khi đó những nhục tiên nhân chính là Thích ca mâu ni Phật Vua ca lợi chính là tôn giả kiều trần như Cho nên bạn mới hiểu được Phật Pháp phải nên tu học như thế nào. nhưng mà việc hủy bán sĩ nhục hãm hại đối với người tu hành mà nói là công đức họ rốt cuộc là có nghiệp tội hay không có vậy nghiệp tội của họ là kết ở chỗ nào vậy là đối với những người sơ học khiến những người sơ học này mất đi lòng tin đối với tam bảo Mất đi cái cơ duyên thân cận thiện tri thức Đó chính là nghiệp tội của họ Cho nên nghiệp tội là kết từ chỗ này Không phải là kết từ chỗ của tôi Từ chỗ của tôi thì họ là công đức Nếu từ quảng đại tính chúng Thì đó là nghiệp tội Cho nên vì sao nói Hủy bán sĩ nhục tam bảo sẽ đọa A tỳ địa ngục trong phá khởi Bồ Tát Thu Thắng Chí Nhạo Kinh Các gì đã đọc qua Cho nên cách làm này của họ, chúng ta hiểu được, chúng ta đã rõ ràng. Giả như chúng ta không phải là người tu hành chân thật, họ xỉ nhục chúng ta, hãm hại chúng ta, chúng ta sanh khởi tâm báo thù, chỉ thì cái nghiệp tội đó liền tăng lên rồi. Vậy thì điều họ làm hoàn toàn đều là nghiệp tội rồi. Người tu hành không có tâm báo thù. Không những không có tâm báo thù Mà còn có tâm cảm kích Tâm cảm ơn Đây là ác ý đối với người tu hành Mà có quả báo Không như nhau Vừa ca lợi hãm hại nhẫn nhục tiên nhân Công có ông nhiều mà tội thì ít Nguyên nhân là gì? Nhẫn nhục tiên nhân tu hành ở trong sơn động Trên núi cao Không có ai thân cận với ông Cho nên việc kết tội về những tín đồ một phương này là Không lớn Cho nên Ông đã thành tựu được đại công đức nếu giống như trong phát khởi Bồ Tát Thù Thắng Chí Nhạo Kinh đã nói Hai vị tỳ kheo giảng kinh thuyết Pháp họ nhiễu điều sanh sự khiến cho thính chúng nảy sinh sự nghi hoặc đối với pháp sư mất đi lòng tin không đến để nghe kinh nghe pháp thì cái tội này rất nặng thính chúng của họ càng nhiều thì tội của bạn càng nặng là kết tội như vậy công và tội cách gây tạo như thế nào chúng ta phải nên biết việc này so với pháp luật thế gian thì không như nhau Thời đại đi đến thế kỷ 21 Đi theo đa nguyên văn hóa Làm sao Để đem các tôn giáo khác nhau Các loại tư tưởng học thuật khác nhau Cơ thể dung hòa thành một thể đây là trí huệ cao độ Nghệ thuật cao độ Như vậy thì mới có thể giải quyết được Vấn đề của thế kỷ 21 Khiến cho hết thảy chúng sanh Trên địa cầu này Cùng chung sống hòa mục Bình đẳng mà đối đãi Tôn trọng lẫn nhau Kính ái lẫn nhau hợp tác lẫn nhau đoạn ác tu thiện đoạn ác thì bắt đầu đoạn từ chỗ nào là từ chính bản thân mình mà bắt đầu từ chỗ nào mà bắt đầu vậy rất nhiều đồng học đã hỏi tôi tôi cũng đã chỉ cho họ từ diệt đoạn tự tư tự lợi mà bắt đầu Khi chúng ta còn chưa học Phật Thật sự là từ vô lượng kiếp đến nay khởi tâm động niệm Đều là vì lợi ích của chính mình Là tự tư tự lợi Kể từ hôm nay mà bắt đầu Chúng ta phải làm ra một sự chuyển biến lớn 180 độ Buông bỏ tự tư tự lợi Niệm niệm nghĩ đến lợi ích của hết thầy chúng sanh Đây chính là sự chuyển biến 180 độ Không nên nghĩ đến chính mình Nghĩ đến người khác Nghĩ đến lợi ích của toàn thể xã hội Nghĩ đến lợi ích toàn diện của hết thầy chúng sanh Bản thân chúng ta sống ở tại thế gian này Thì giống như Phật Bồ Tát Không khác Phật Bồ Tát và các vị thần thánh của các tôn giáo khác các vị sứ giả Bạn hãy tỉ mỉ mà quan sát Các ngài ở tại thế gian này là thân phận gì? Là vì phục vụ hết thầy chúng sanh mà đến Là thân phận như vậy Cho nên tôi thường hay nói Thân phận của Thích Ca Mâu Ni Phật là người làm nghĩa vụ công tác giáo dục xã hội đa nguyên văn hóa đây chân thật là tình trạng thực tế của thế kỷ 21 này Chúng ta phải nên là một nhà công tác Giáo dục xã hội đa nguyên văn hóa Của thế kỷ 21 Chỉ có tận hết nghĩa vụ chứ không hướng quyền lợi vì chúng sanh phục vụ phục vụ vô điều kiện như vậy mới đúng vậy mới là đệ tử phật chân thật không những chư phật bồ tát bảo hộ cho bạn gia trì cho bạn mà tất cả các vị thần thánh thượng đế ở trong các tôn giáo cũng đều sẽ bảo hộ bạn cũng đều gia trì cho bạn hiện tại singapore này đây là một vùng đất quý báu rất hiếm có phật bồ tát đang ở đây chúng thần cũng đang ở đây đây là dùng đất đệ nhất phước ở thế gian này Chính đại tôn giáo đã liên kết với nhau Vì sao công việc chúng ta làm Chính là giao lưu ở trên giáo lý, giáo nghĩa Để cho chúng ta có một nền tảng thật sự kiên cố cùng nhau nỗ lực cầu nguyện cho thế giới hòa bình chúng ta có tràn đầy lòng tin như vậy đây là việc mà các vị lãnh tụ của chính đại tôn giáo ở singapore đều có cùng chung niềm tin chúng ta có lòng tin chúng ta tin tưởng là có thể làm được tốt không phải bản thân chúng ta có năng lực Mà là chúng ta tin tưởng Sẽ có thần thánh gia trị Sẽ có Phật Bồ Tát bảo hộ Các vị đồng học Xin mời xem Cảm ứng thiên đoạn thứ 92 Nghe lời thê thiếp Trái nghịch lời cha mẹ dạy rằng và đoạn thứ 93 Có mới nới cũ Tâm khẩu chẳng nhất trí Chúng ta hãy xem hai đoạn này Trước tiên hãy xem phần chú giải ở trong vận biên Lời của thê thiếp ngọt ngào dễ lọt tai Cha mẹ răng dạy tuy chánh đáng nhưng khó thể dâng theo Lời thê thiếp chẳng có gì Mà không trái nghịch với lời răng dạy của cha mẹ Sở dĩ lòng hiếu của người đời suy bại Đều là gì vợ vậy Cha mẹ từng trải đã nhiều Nhìn sự việc Ác sẽ thích đáng Lại thương yêu con tha thiết Ác mưu tính chu đáo cho con Hả có trường hợp Nữ nhân ít tuổi nào Mà đâm ra lại có cái nhìn vượt trội bậc lão thành đã từng trải thông hiểu ư lý lẫn sự cũng thế không chỉ vì khuyên con cái hiếu thuận mà nói như vậy chúng ta chỉ cần xem đoạn này những lời này trong xã hội ngày nay thông thường thì nói đây là vấn đề nhạy cảm Đặc biệt là trong xã hội hiện tại như này thì mọi người đều biết Các đồng tu học Phật Thì nữ chúng nhiều hơn nam chúng Việc thành tựu thì cũng như vậy Cho nên chúng ta phải nên biết Thời gian mà viết thành quyển cảm ứng thiên này là vào thời xa xưa chúng ta cũng nên biết vào thời đại xa xưa cũng có những hiền thê hiền mẫu vậy thì việc này có đi ngược lại với những gì mà cổ đức đã nói hay không chúng ta phải nên hiểu xã hội đại chúng là vô cùng phức tạp hiện tại phức tạp mà ngày xưa cũng phức tạp chúng ta đọc đến những câu văn mang tính chất nhạy cảm này Nhất định phải dùng trí huệ Để mà suy xét Chúng ta phải nên đem cái ý nghĩa này Mà suy rộng ra Phạm là những người thân thiết Với bản thân mình Đa phần Đều dễ dùng cảm tình để làm việc Dùng cảm tình làm việc thì sẽ sơ xuất đi diệt thị phi lợi hại được mất cho nên cần phải có cách học như thế nào phật bồ tát dạy chúng ta cổ thánh tiên hiền dạy chúng ta càng là người thân cận nghĩa là người thường xuyên tiếp cận thì càng phải có lý trí càng phải bình tâm ở trong lời nói và hành vi thì chúng ta mới có thể chân thật phân rõ được như lý như pháp người thân kẻ sơ đều phải đối đãi bình đẳng sự việc này nói ra thì dễ nhưng làm thì khó đây là thuộc về vấn đề tu dưỡng cha mẹ không có ai mà không yêu thương con cái những giáo huấn này của người xưa Bất luận là gia đình Bất luận là xã hội Ngày xưa không có trường học Đa phần là tư thục Việc dạy dỗ Cũng không có gì Ngoài luân lý đạo đức Cho dù là Ở phương diện Vui chơi giải trí Chúng ta hãy xem những vở kịch này Của người xưa những vở tuồng côn sơn xưa đến sau này thì có những diễn biến như là kinh kịch thậm chí là những kịch khúc của các địa phương các vị hãy tỉ mỉ mà quan sát nội dung của chúng cũng không ngoài trung hiếu tiết nghĩa vì đại chúng tuyên dương thiện nhân thiện quả ác nhân ác báo vào thời đó việc giáo dục chưa được phổ cập nhưng mà loại giáo học dùng phương thức vui chơi giải trí để biểu đạt này thì có thể sanh ra được hiệu quả Đối với thế đạo nhân tâm rất lớn Cho nên những âm nhạc ca múa Hí kịch này Của người xưa Đều là phương tiện để dạy học Nó không phải chỉ là vui chơi giải trí So với xã hội ngày nay Thì hoàn toàn không như nhau Cho nên không có việc người già lại không quan tâm thế hệ đời sau và cũng không chỉ là con cháu đời sau của chính mình mà đều có sự quan tâm đối với tất cả những người trẻ trong xã hội đều là hy vọng thế hệ đời sau tiến bộ hơn thế hệ đời của mình hy vọng hạnh phúc hơn thế hệ đời của mình tuyệt đại đa số người thời đó đều có cái tâm thái này đều có cái niềm tin này xã hội ngày nay thì không giống như vậy nữa rồi khái niệm này trong xã hội ngày nay thì có thể nói là vô cùng vô cùng mờ nhạt rồi chúng ta hoàn toàn có thể cảm nhận được là tự tư tự lợi chỉ có chính mình không có người khác thậm chí là chỉ có ngày hôm nay chứ không có ngày mai cho nên bạn hãy tưởng tượng mà xem tư tưởng này đáng sợ biết bao hành vi này đáng sợ biết bao nhưng mà một người đọc sách thấu hiểu đạo lý nhìn thấy được thì chúng ta phải xử lý như thế nào ở trong cái thời đại này giúp đỡ cái thời đại này như thế nào vậy thì không thể không rõ lý không thể không rõ pháp độ pháp độ thì có thiện có bất thiện làm thế nào để có thể khuyên bảo xã hội đại chúng chuyển ác thành thiện chuyển mê thành ngộ việc này thì cần phải có trí huệ cao độ phương diện hành trì thì phải có nghệ thuật cao độ chúng ta không thể không chăm chỉ nỗ lực ngày hôm nay trong các bậc cha mẹ thì lý niệm giáo dục của họ chưa chắc là chánh pháp đều khuyến khích con cái thăng quan phát tài chỉ mưu cầu cái lợi ích của một nhà những quan niệm này đều là có vấn đề ngày nay có bao nhiêu người làm cha mẹ khuyên con cái phải hy sinh bản thân phục vụ xã hội Cũng không còn thấy nhiều nữa rồi Người xưa biết Xả mình vì người Cho nên chúng ta ngày nay Việc trái nghịch lời cha mẹ dạy răng Do đó mà Đem nó nói thành Trái nghịch lời thánh nhân dạy răng Trái nghịch lời dạy Của Phật Bồ Tát Tổ sư Đại Đức chúng ta hãy lấy điều này làm tiêu chuẩn ở trong nhà phật thì cái tiêu chuẩn thấp nhất là ngũ giới thập thiện nếu như nói chu toàn một chút thì tĩnh nghiệp tam phước là vô cùng tốt cho nên người thân cận thường thường ở bên tai nói lời ngon tiếng ngọt thì chúng ta phải nên suy nghĩ những lời họ nói, những việc họ làm có tương ứng với giáo huấn của Phật Bồ Tát hay không. Nếu như không tương ứng thì không thể tiếp nhận. Cho nên phải khuyên bảo lẫn nhau, học Phật, quy y Phật pháp. Vậy thì mới là đúng Nhất định phải nên biết Nhân sanh khổ đoạn Chúng ta thường xuyên nhìn thấy Thân bằng quyến thuộc Bạn bè tri giao Mỗi năm mỗi tháng đều có người ra đi. Người có tính cảnh giác cao, thật sự nhìn thấy mà sợ hãi. Thời gian trôi qua rất nhanh. Chớp mắt thì tuổi tác đã già rồi. Sắp đến lượt mình rồi. vào lúc này thì chúng ta phải làm sao đây người không học phật đối với sự việc đời sau họ vẫn đang hoài nghi họ không thể khẳng định những đồng tu học phật thì đối với sự việc này đại thể cũng đều có thể khẳng định được rồi còn người quyết định là có đời sau thời gian của đời này rất ngắn tạm thời gian của đời sau thì rất dài nếu có thể nghĩ đến đời sau thì người này chính là có trí huệ trong mấy mươi năm ngắn ngủi này chịu khổ một chút thì đã là gì chứ nhất định phải biết đoạn ác tu thiện tích công lũy đức vì đời sau mà suy nghĩ thiện pháp đệ nhất của thế gian là giáo huấn của phật bồ tát vì sao gọi giáo huấn của phật bồ tát là thiện pháp đệ nhất vậy vì Phật Bồ Tát là người giác ngộ triệt để Hiểu thấu đáo một cách viên mãn cứu cánh Đối với chân tướng vũ trụ nhân sanh Đây là việc mà người thông thường không cách gì so bì được Lời của các ngài là lời chân thật sự dạy bảo của các ngài không có sai lầm chúng ta có thể tin có thể tiếp nhận vậy thì bạn liền có phước cái phước báo này là phước báo chân thật nhà phật thường hay nói thân người khó được phật pháp khó nghe phật bồ tát là chân thiện tri thức chúng ta mà gặp được thì nhất định phải thân cận không thể nào lơ là để trôi qua chúng tôi cũng thường hay khuyên bảo mọi người hãy buông bỏ thành kiến của chính mình buông bỏ cách nghĩ cách nói và cách làm của chính mình Tùy thuận theo giáo huấn của Phật Bồ Tát Vì thế đời này của chúng ta sẽ không luống uổng Đời này sẽ không bị đọa lạc Kiến đại công Lập đại nghiệp Đại công đại nghiệp Là chỉ hoàn pháp lợi sanh Trước tiên phải thành tựu đức hạnh của chính mình Thành tựu học vấn của chính mình Đương nhiên việc này nhất định phải nương nhờ Vào sự gia trị của Tam Bảo Chỉ cần chúng ta thật sự phát tâm Chân thật chịu làm Thì cả một đời Sẽ có Phật Bồ Tát chăm lo Đây là một sự thật không còn nghi ngờ gì được nữa rồi. Quyết định không nên vì chính mình mà suy nghĩ. Phật Bồ Tát đã sắp xếp an bài cho bạn rồi, vậy thì chính bạn còn gì để suy nghĩ chứ? Tự mình toàn tâm toàn lực đi làm những việc hoàn pháp lợi sanh. Đây mới là tương ưng Đoạn kế tiếp là Có mới nới cũ Tâm khẩu chẳng nhất trí Đây là đại ác Đoạn này trong chú giải nói rất hay Nhỏ thì là quần áo vật dụng Lớn thì là tình nghĩa bạn bè Thân thích người xưa thường nói bạn bè cũ thì tốt chúng ta cũng không thể nói là những bằng hữu mới kết giao là không tốt nhưng mà nếu gì kết giao bạn mới mà lại lơ là đi những người bạn cũ trước kia vậy thì sai rồi Đây là việc xã hội đại chúng nhìn nhận bạn là Người thiếu tình cảm Con người không thể quên gốc Con người phải thường nghĩ nhớ Tình bạn cũ Từ chỗ này mà có thể thấy được tâm địa của bạn rất là phúc hậu và lão thành ở trong xã hội chân thật nhận được sự giúp đỡ thì thực tế mà nói là từ những người bạn cũ giao tình sâu nặng Niệm niệm không quên Bạn cũ thăm giao Để nuôi dưỡng sự phúc hậu của chính mình Tâm và khẩu đặc biệt phải tương ứng Bạn xem Phật ở trên Kinh Vô Lượng Thọ đoạn mở đầu chân thật là dạy chúng ta chỗ hạ thủ công phu để tu hành khởi điểm của chuyển ác thành thiện phật dạy chúng ta thiện hộ tam nghiệp câu đầu tiên liền dạy chúng ta thiện hộ khẩu nghiệp bất cơ tha quá Chúng ta ở tại Singapore Nhìn thấy cư sĩ hứa triết Ở nơi này có rất nhiều đồng tu Đều đã nhìn thấy rồi Bà là người thanh niên 101 tuổi Bà năm nay đã được 101 tuổi Nhưng xem ra trong bà Cũng như là người 40-50 tuổi vậy sức khỏe còn rất tốt như vậy bà đã tu dưỡng thành công như thế nào vậy cả một đời không phiền não cả đời không có nổi giận cả một đời đều không nhìn vào điều sai quấy của người khác cho nên trên kinh vô lượng thọ phật đã nói thiện hộ khẩu nghiệp bất cơ tha quá thiện hộ thân nghiệp bất thất luật nghi thiện hộ ý nghiệp thanh tịnh vô nhiễm mấy câu này bà đều đã làm được hết rồi tuy là bà không phải là một tín đồ phật giáo bà cũng chưa đọc qua kinh phật nhưng mà bà đã làm được hết rồi ở trong đàn kinh lục tổ huệ năng đã nói nếu là người tu đạo không nhìn lỗi thế gian bà đã làm được rồi chúng tôi đến phỏng vấn bà để nói chuyện với bà bà tự mình nhìn thấy đều là lỗi của chính mình không nhìn vào lỗi người khác chung sống với người khác nếu có vấn đề gì đều quay đầu lại tự mình suy nghĩ là bản thân mình làm chưa đủ tốt từ xưa đến nay chưa hề nói người khác sai, còn mình thì đúng. Đó là một người tu hành. Chúng ta ngày nay tu hành vì sao không thể thành tựu? Vì chúng ta khởi tâm động niệm đều là vì người khác, không đúng, còn ta thì đúng. Các vị đồng tu hái bình lặng mà suy nghĩ xem, rốt cuộc thì đâu là đúng, đâu là không đúng. Ở trong đây là có đại học vấn. Cái nghĩa lý này rất sâu rất rộng. Thiện tại đồng tử 53 tham Chúng ta hãy tỉ mỉ mà quan sát Họ đã học như thế nào Thiện tại đồng tử có thể một đời thành tựu Chính là không nhìn lỗi của thế gian Chỉ nhìn thấy lỗi của chính mình Chứ không nhìn thấy lỗi của thế gian cho nên ngày ngày có thể phản tỉnh, có thể sửa lỗi, có thể đổi mới thì một đời sẽ thành Phật. Ngày hôm qua tôi đã nói với các chị rồi, lời tôi nói là chân thật. Dù là thuận cảnh hay là nghịch cảnh, đều là hoàn cảnh tốt để cho chúng ta tu học thành tựu người thiện người ác đều là chân thiện tri thức của người tu hành làm thế nào để công đức tu hành viên mãn chị thuận cảnh nghịch cảnh đều sanh tâm bình đẳng chân thành thanh tịnh bình đẳng của chúng ta là từ đâu mà tu vậy là tu ở trong cảnh giới thuận nghịch này thiên và ác là tu ở trên nhân và sự từ ở trong đây mà nhập vào bất nhị pháp môn chúng ta mới được đại viên mãn Thường hay nghĩ đến Trong Đàn Kinh, Lục Tổ đã nói Nếu như chúng ta nói là Thuận cảnh nghịch cảnh Thì Lục Tổ nhất định sẽ nói Thuận nghịch Chính là nhị Pháp Mà nhị Pháp thì không phải là Phật Pháp Phật Pháp là bất nhị Pháp Người thiện người ác Vì thiện ác là nhị Pháp Mà nhị Pháp thì không phải là Phật Pháp phật pháp là bất nhị pháp bạn phải từ trong đây mà thể hội cho nên thế nào là phật pháp đại thừa đa nguyên nhất thể là phật pháp đại thừa vì có thuận nghịch hay không có thiên ác hay không có là đa nguyên nhưng mà đa nguyên vẫn là nhất thể Chúng ta từ đa nguyên Mà có thể chứng được nhất thể thì thành tựu rồi Thì bạn đã nhập vào cảnh giới giải thoát Bất tư nghị rồi Chỉ dừng ở đa nguyên mà không thể khế nhập nhất thể gì thì bạn vẫn là phàm phu Hay nói cách khác là bạn không thể xuất ly được Lục đạo luân hồi Bạn khởi tâm động niệm Ngôn ngữ tạo tác không gì là không phải nghiệp Việc này thì phiền phức lớn rồi Nghiệp thì sẽ cảm đến quả báo Nếu như bạn nhập vào nhất thể Thì được giải thoát Là siêu phàm nhập thánh Mấu chốt là ở chỗ này Hy vọng mọi người Hãy suy nghĩ xem làm thế nào để mà khế nhập Được rồi hôm nay thời gian đã hết Chúng tôi chỉ dẫn đến đây thôi A-di-đà Phật tây cư sĩ a còng gmail com người đọc hạnh quan phát tâm cúng dường do gia đình phật tử thiện đức thành kính cúng dường nguyện cả thầy chúng sanh đều tín niệm di đà đồng cầu sanh về nước cực lạc nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước phật trên đền bốn ơn nặng dưới cứu khổ ba đường nếu có ai thấy nghe đều phát tâm bồ đề hết một báo thân này đồng sanh về nước cực lạc nam mô a di đà phật